Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua tới giờ, nhiều bạn bè gửi những clip, những hình ảnh mà chùa Phật Quang bị Ban Tôn giáo Chính phủ cùng với các cơ quan chức năng ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến để mà giám sát. Thì những bạn bè đó hỏi tôi, anh Hùng nghĩ như thế nào? Tôi rất phân vân là vì việc làm đó của Ban Tôn giáo Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng mà làm ồn ào như vậy thì không biết kết quả như thế nào. Nhưng ít nhất nó cũng gửi ra một tín hiệu, đó là đang có sự điều nghiêng. Nên hỏi tôi như thế nào thì tôi nói hãy đợi kết quả sẽ được công bố bởi các cơ quan truyền thông chính thống của Việt Nam. Chứ tôi không có dám nhận xét hoặc là cầm đèn chạy trước ô tô. Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng, Bộ Công an, theo những gì mà tôi nhận được là đã nhập cuộc để mà điều nghiêng những gì mà Sư Thích Chân Quang cùng với chùa Phật Quang đã và đang làm. Vậy thì chỉ đợi kết quả. Nhưng trước khi mà có kết quả thì thưa quý khán thính giả, tôi xin cùng với quý khán thính giả xả stress, cười chút xíu. Có người gửi cho tôi một clip và những hình ảnh mà Sư Thích Chân Quang tặng quà cho Đại học Luật Hà Nội các cái đồ máy tập ở phòng gym. Hiến tặng như vậy là điều tốt. Hiến tặng cho Đại học Luật các đồ máy tập ở phòng gym là để giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Như bản thân tôi đây, ngày nào cũng phải đi gym, chạy bộ trên máy chạy bộ hoặc là hít đất ở trên các cái máy hít đất vân vân thì mới có sức khỏe được. Điều này tôi làm liên tục mấy chục năm nay rồi. Có những lần mà ngưng nghỉ thì cảm thấy rất là mệt mỏi, trí não không có được sáng suốt. Nhưng ông Thích Chân Quang có một bài giảng về vấn đề mà những người đi tập gym thì cho rằng những người đi tập gym là mất phước, là vì ăn uống có đầy đủ calorie rồi bây giờ mới đem đi tới chỗ nhà gym mà tập thể dục thì như vậy là tiêu hao năng lượng, là một điều tiêu cực, nên là sẽ mất phước, sẽ nghèo khổ ghê gớm thế. Và như vậy là làm một điều không tốt. Trong tương lai người ta sẽ sáng chế ra một cái máy, mình ra mình tập thể dục thì nó sẽ là truyền điện ra để nó đưa vào lưới điện quốc gia, thì điện đó mới là điện tốt. Chứ còn bây giờ thì là điện xấu hết. Đốt năng lượng trở thành điện gì đó là điện xấu, thì sẽ bị mất phước và nghèo hèn. Vậy thì ông lại đi hiến tặng các đồ dụng cụ tập gym là như thế nào? Nên con người này bất nhất, đầu đuôi không có ra cái gì hết. Xin quý khán giả hãy cùng nghe với tôi để cùng cười nhé. Bây giờ tôi bắt đầu cười, hôm nay xả stress tiếp, phải không? Ví dụ ta thấy một người đi vào phòng tập gym, tập thể dục dụng cụ đó, nhất tạ chạy bộ trên cái máy rồi đó, đâu ai biết nhân quả gì. Muốn mà có sức khỏe, có năng lượng để vào tập gym thì trước đó người ta phải làm sao? Ăn, phải không ạ? Ăn cho đủ chất bổ. Ăn cho đủ chất bổ xong rồi phải đem cái chất bổ đó vào trong cái phòng tập gym mà tập cho nó hết đi, đúng không ạ? Rồi nhân quả ra sao? Kiếp này có thể được mạnh cơ bắp đấy nha. Nhưng nhân quả là rõ ràng cái công sức từ cái thức ăn mà ta nạp vào nó không biến thành một điều thiện cho cuộc đời này. Không biến thành.
ta đổ công sức ra mà nó không tạo ra một điều thiện, không điều có lợi ích cho cuộc đời này thì nó không có phúc. Nên những người đó sau này thường sẽ là nghèo. Có một chút sức khỏe nhưng sẽ là những người nghèo, vì tốn quá nhiều công cho những điều không có lợi cho đời. Chỉ khi nào mà người ta chế ra những cái máy tập gym, mà khi người ta lên đó người ta tập tay tập chân, nó phát ra điện, điện đó hòa vào điện lưới quốc gia, là không, đây là thầy nói nghiêm túc ạ, tương lai họ sẽ phát minh ra cái đó. Khi ta tập chạy bộ trên cái máy, ta tập vận động kéo kéo tạ cái gì thì nó phát ra điện, điện hòa vào điện lưới quốc gia, quốc nhà nước sẽ mua lại, ta có cái điện kế đi ngược chiều lại và người ta tính tiền lại, thì coi như ta khi mình tập cũng là tạo ra được cái năng lượng điện cho quốc gia, thì lúc đó mới có phước. Hiện nay những cái máy tập gym ở trong các nhà mà tập dụng cụ đó chưa tạo ra phước cho cái người tập, mà làm tiêu hết phước của họ. Đó, đó là clip mà ông Vương Tấn Việt, tức sư Thích Trân Quang đó, giảng về vấn đề mà đi tập gym đó. Mà ông lại đi hiến tặng cho Đại học Luật những dụng cụ tập gym. Nếu mà như vậy ai mà đi tập gym là nghèo khổ hết rồi, trời ơi là trời. Ôi là rồi, những người mà muốn giữ sức khỏe đó thì đừng có đi tập gym nữa. Trời ơi là trời. Có người này là có người ăn nói bất nhất, hành động không đầu không đuôi, là một tên, đối với tôi là một tên điên loạn, tẩu hỏa nhập ma. Cái này rất là đau cho chữ là Vương Tấn Việt, nước Việt mà tấn tiếng, chứ còn là chữ này là cái gì đó khiếp khủng thiệt. Chân quang, cái này là ma quang thì đúng hơn. Đi tập thể dục là một điều cả thế giới này khuyến khích, cả thế giới khuyến khích. Nghe chữ work out tức là đi tập thể dục á, hay exercise, là cả thế giới người ta khuyến khích, các bác sĩ khuyên là đốt những cái năng lượng như vậy để sao cơ thể mình điều hòa, giữ gìn sức khỏe, tấn tới trí óc minh mẫn, đức dục, thể dục, đức dục, rồi có thể dục nữa, rồi trí dục. Mà thể dục thì giúp cho trí dục, rồi giúp cho đức dục nữa. Vậy mà ông này là một sư trụ trì một chùa, chùa lớn giảng như thế mà chúng thanh niên lại u mê nghe theo được, lạ lùng như thế. Điện thì chỉ cần gió bình thường thôi là cũng đã có thể lấy được điện để đưa vào lưới quốc gia. Không ai mà chế tạo một cái máy mà chạy để nói rằng là có năng lượng con người của mình đốt ra được đưa vào lưới điện quốc gia. Đúng là bệnh hoạn. Một tư duy bệnh hoạn mà loan truyền với tư cách là giảng thuyết như vậy á, thì đúng là những người ngồi ở dưới không còn có cái đầu suy tư nữa. Thật là bệnh. Nên Ủy ban Tôn giáo Chính phủ Quốc gia cùng với các cơ quan chức năng đã nhập cuộc. Thì tôi cho rằng điều đó tốt thôi. Điều đó tốt, nhưng mà đó, với sự rình rang như vậy á, nó không có đúng với cái truyền thống của người Việt Nam. Việt Nam khi mà nghi ngờ cái gì rồi á, hay các cơ quan công an ở nước ngoài cũng vậy, nó nghi ngờ cái gì rồi á, là họ điều tra cách âm thầm. Âm thầm rồi họ có một sự công bố, cần thì họ hốt liền. Họ cho mặc áo Juventus liền, đưa ra tòa thì lúc đó đó là có thuê luật sư thì mới tính. Đây là một sự công bố rình rang. Không biết công bố rình rang đó thì đương nhiên ông Thích Trân Quang ông biết rồi, và chúng thanh niên cũng như ông Thích Trân Quang phản ứng như thế nào. Thì người mà biết trước rồi thì người ta chuẩn bị thôi. Nên đối với tôi nghe có nhiều clip là lấy làm mở ngoặc đóng ngoặc là thế nào rồi cũng vô trong lọ, nhưng tôi chưa hiểu.
tôi chưa hiểu. Tôi nghĩ rằng là phải đợi công bố. Nhưng với cái linh tính của tôi, sự công bố đó chắc nó không có như những gì mà nhiều người suy nghĩ và như những gì mà nhiều người mong muốn, chắc không đâu. Nếu mà âm thầm điều nghiêng thì đó mới chính là cách hành xử của công an Việt Nam và các công an khắp nơi trên thế giới. Nhưng thôi, chuyện gì đâu cũng có đó. Mỗi người đều có một số phận của họ, cái duyên, cái nợ của họ, cái nghiệp của họ. Thì đợi thôi. Còn bây giờ đó thì xả stress. Cười cho cái việc mà thuyết giảng như thế về vấn đề mà đi tập gym. Nhưng trong thực tế thì Vương Tấn Việt, tức Sư Thích Trong Quang, đã hiến tặng cho chùa, xin lỗi, hiến tặng cho Đại học Luật những dụng cụ tập gym thì đủ hiểu như thế nào rồi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.